Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn giáo dục công dân 6 các em nhé. Về giới hạn ôn, chúng ta sẽ ôn 3 bài. Bài 1, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Bài 2, yêu thương con người. Bài 3, siêng năng kiên trì. Cô giới thiệu với các em về cấu trúc đề thi để các em có thể làm quen. Về cấu trúc sẽ chia làm hai phần: phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần lý thuyết. Bài 1, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Ở bài này chúng ta sẽ chú ý từng mục. Đầu tiên là khái niệm, thế nào là tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Các bạn sẽ nhìn thấy những dòng chữ mà cô có in màu xanh nổi bật lên để chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ. Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình dòng họ đã tạo ra. Mỗi gia đình dòng họ Việt Nam đều có truyền thống về văn hóa, đạo đức, lao động, nghề nghiệp, học tập. Truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa đối với chúng ta, đó chính là giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực vươn lên để thành công. Và trách nhiệm của chúng ta là cần phải tự hào, trân trọng, nối tiếp và giữ gìn truyền thống của gia đình dòng họ bằng hành động và thái độ phù hợp. Chúng ta sẽ làm quen với một số dạng câu hỏi phần vận dụng. Em đồng tình hay không đồng tình với hành động nào sau đây, vì sao? Phần câu hỏi vận dụng này, chúng ta sẽ lấy giấy nháp và suy nghĩ, ghi ra đáp án. Tuần sau, chúng ta sẽ thảo luận ở trên lớp các em nhé. Bài 2, yêu thương con người. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Biểu hiện của yêu thương con người chính là sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha thứ. Và biểu hiện cao nhất của yêu thương con người chính là hy sinh vì người khác. Biểu hiện trái với yêu thương là sự nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, ngược đãi người khác. Về trách nhiệm, yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta, cần giữ gìn và phát huy. Các bạn làm quen với dạng đề sau. Câu hỏi: tác giả muốn nhắn nhủ điều gì qua thông điệp người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất? Chúng ta cùng suy nghĩ và tiếp tục làm ra giấy nháp giúp cô. Yêu thương con người có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống của mỗi chúng ta? Bài 3, siêng năng kiên trì. Khái niệm hay còn gọi là thế nào là siêng năng kiên trì? Siêng năng là làm việc tự giác, cần cù, chịu khó, thường xuyên của con người. Kiên trì là làm việc miệt mài, quyết tâm giữ vững ý chí, làm đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại. Ý nghĩa, siêng năng kiên trì giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến thành công. Cách rèn luyện. Để rèn luyện tính siêng năng kiên trì, đầu tiên trong học tập chúng ta phải chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và sự ứng xử trước những khó khăn và thách thức. Sau đây là một số dạng câu hỏi trắc nghiệm các em có thể cùng làm để làm quen với những cái dạng câu hỏi như thế này. Câu 1, câu ca dao tục ngữ dưới đây có nội dung nói về truyền thống hiếu thảo trong gia đình. Đáp án chính là B, đói lòng ăn hạt trà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
câu ca dao bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng các giống nhưng chung một dàn, nói đến đức tính nào? Đáp án là D, lòng yêu thương con người, hay còn gọi là nhân ái để con ha. Biểu hiện của yêu thương con người. Đáp án B, sống vị tha, chân thành, biết tha thứ, hy sinh. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người? Đáp án là A, giúp đỡ người khác vô tư, không mong sự trả ơn. Hành động đưa người già qua đường thể hiện điều gì? Đó chính là lòng yêu thương con người. Biểu hiện nào không phải của sự siêng năng, kiên trì? Đáp án là B, lười biếng, ỷ lại. Cách thức rèn luyện tính siêng năng, kiên trì. Đáp án D, cả ba đáp án trên đều đúng. Ý kiến đúng về siêng năng, kiên trì. Đáp án A, đây là đức tính cần thiết, quý báu. Cô chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả thật tốt. Cô chào các em.